khuyến mại cực hot cho anh em trong dịp hè này đây. Hiện tại shopbimi.com đã khuyến mại là thẻ 10k anh em nhận 11k, 100k nhận 110k nha anh em. Hiện tại giá vàng đã được nâng lên là x4k cho anh em, 10k anh em nhận 40 triệu, 100k nhận 400 triệu vàng nha anh em. Có đủ 7 server và hiện tại giá vàng server 8 là x2k8 nha anh em. Và hiện tại thì link đã giảm giá là 20% và riêng anh em mua thì sẽ giảm thêm 20k nữa nha anh em. Ngoài ra thì hiện tại cái kho đồ giá rẻ đã cập nhật rất là nhiều đồ cho anh em tha hồ lựa chọn ở đây này. Và ngoài ra thì shop đã cập nhật thêm rất là nhiều vòng quay như là vòng quay bộ ngọc dòng 20k này, vòng quay thập cẩm này, vòng quay bí kíp 20k nhá. Và dưới này thì có khá là nhiều gian đồ cho anh em tha hồ lựa chọn nha. Và anh em đua top ở dưới này nhận những phần quà cực kỳ là hấp dẫn nha. Những cái loại anh ngủ quá giờ trưa ấy, tao đố thằng nào giàu được. Những cái loại ốc ba đậu, ốc chó này, ốc lợn ngủ quá giờ trưa, đêm thì thức, xong là chỉ để đi ăn bám, ăn ké, đi chỗ nào mà thấy ăn thì tìm đến, thấy đòn thì tìm đi. Làm không làm cái đời không khá được nha. Ở xã hội này này, chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đâu. Mẹ ngủ quá giờ trưa rồi. Chín giờ 53 phút, quá rồi chưa thế chứ, quay 12 giờ đi ngủ mà bây giờ quá rồi chưa. Ok, chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình vẫn là Bi Minh. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem là một ngày của mình nó sẽ diễn ra như thế nào nha các bạn. Trước mắt là bây giờ mình dậy là quá rồi chưa rồi các bạn ạ. Thì ok, thì mỗi lần dậy là mình phải gấp chăn, gấp gối các thứ lại để cho ngay ngắn anh em nhé. Đây nhà tắm của mình nhá, nhìn nó cũng đơn giản mà. Bây giờ chúng ta sẽ đánh răng một cái. Tóc thì mình hay để gọi là để cái layer nhìn nó hơi vắt vắt mà hai bên nhìn cho nó tếu. Đúng quần áo hôm qua bảo giặt lúc 10 giờ nhưng mà lại chưa giặt. Ok, giờ đi vệ sinh nhá. Cảnh quay vệ sinh quay đó. A few moments later. Ở một mình là phải tự giặt quần áo nha các bạn nhá. Đó, thấy chưa? Bây giờ sẽ kiếm lấy tầm 3 cái móc. 3 cái móc. Sau đó ra phơi quần áo cái nhỉ. Ok. Trời buổi sáng vui vẻ, ui mát thế. Ê chứ, sáng nay mát thực sự. Ok, nhà hôm nay sạch vãi cả nèo rồi các bạn, không quét đâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với công việc thường ngày của mình. Bật đèn sáng lên. Ok, sáng rồi. Cắm đèn các thứ lên, xong rồi bật PC lên, chúng ta cùng làm việc. Ok, đó, uy tín không? Quạt lắm, xài quạt này cho mát các bạn ạ. Xài điều hòa nó lạnh lắm. Thề chứ, phòng mình có điều hòa mà, nhưng mà lạnh với cả đấy thôi. Lạnh lắm, cho nên mình không chịu được nhiệt, cho nên là mình sẽ không xài điều hòa.
Thực sự là cực hot em ơi, hiện tại shop tổng thần.com mới khai trương cho nên là khuyến mại lạp thẻ nha anh em. 10k anh em nhận 11k, 100k nhận 110k nha anh em. Đó, hiện tại thì shop đang bán vàng với giá là X3K8, 10k anh em nhận 38 triệu, bán ngọc tự động X6.6 nha anh em. Và có rất là nhiều dịch vụ ở đây. Và shop hiện tại đã thêm rất là nhiều các loại vòng quay cho anh em tha hồ quay để trúng những cái lịch cực khủng và những cái đồ thật sự là giá trị nha anh em. Ngoài ra hiện tại ở dưới này có top lạp thẻ để cho anh em tha hồ đua top, nhận được những cái giải thưởng cực kỳ là cao nha anh em. Mấy tí đâu? Sợ. Làm được xíu. Later. Ok mọi người, bây giờ là 11:07 rồi. Mình bây giờ cảm thấy khá là đói bụng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi mua đồ ăn nhá. Mình sẽ dẫn các bạn đến một quán mà mình thường xuyên ăn. Bây giờ sẽ tắt quạt đi này. Tắt quạt. Sẽ đi xe. Đây. Đi xe điện rồi các bạn. Okay. Chìa khóa như chìa khóa xe mẹc ấy nhỉ. Ok, đeo quả giày nhá. Giày thì ở đây có mấy đôi, nhưng mà đi cái đôi bi tít này cho nó nhẹ. Okay. Lại vào trong này. Khẩu trang. Bây giờ dịch rồi, chúng ta phải cần đeo khẩu trang. Rồi, phải đeo khẩu trang vào. Đó, uy tín chưa? Đó. Ok. Rồi, để ra đi. Ví thì đi mà không cầm ví theo thì toang. Ok. Trời tạnh mưa rồi. Okay. Ta sẽ đi thang máy. Đến rồi mọi người ạ. Ok. Đây là chỗ mà mình hay ăn ở đây này. Ok. Để bát vắng. À, đây chỗ đây. À, đây. Cái này của nó lạc nữa. Ok. Một thôi hả? Một thôi. À. Ok, về nha. Xịt luôn. Đấy chứ. Trời mưa bẩn vãi. Cơm của mình đây. Ok. Yeah, chúng ta đã về đến phòng. Với một suất cơm 20.000. 20.000 thì sẽ có những cái gì? Nào. Nhìn chung này thôi, không ăn lắp mấy đâu. Ok, bật quạt cái. Mát vãi. Mình thì có một cái bát ở đây. Đây, thường thì mình hay để cái bát ở đây các bạn nhé. Cái bát ở đây xong rồi. Bát này thì để đựng cơm. Chỗ này hơi lộn xộn, nhiều đồ. Cơm 20.000 của mình đây. Yeah. Bù. Easy quá các bạn ạ. À. Thề chứ mặt đầy mụn. Xong rồi vẫn còn thích ăn tương ớt. Đây, đổ tương ớt xuống này. Ok. Để chấm ít gà các bạn ạ. Ok rồi, vậy là món của chúng ta đã xong. Bây giờ mình sẽ đảo một chỗ này lên. Ốc. Cái thìa của mình đâu?
Trời ơi, mọi ngày có cái thìa mà. Thôi không cần nữa, ăn đũa ta. À, mọi hôm là có cái nhựa nhỉ. À đây đây, đây có cái thìa nhựa ở trong này. Quên mất. Thế đây. Đó, mời các bạn ăn cơm nhá. Giờ mình sẽ ăn thôi. Ok, vì hiện tại bây giờ đang là 11:52 và mình cảm thấy là mình lại buồn ngủ rồi các bạn ạ. Đấy, cho nên là những bạn nào mà ngủ quá giờ trưa ấy thì nói chung là vẫn buồn ngủ thôi. Thực ra là ngủ quá giờ trưa chẳng qua là đêm mình thức khuya quá các bạn ạ. Thì sẽ tiến hành là lại đi ngủ tiếp. Ngủ trong tầm 1 tiếng, 1 giờ đang dậy làm việc tiếp các bạn. Ok mọi người ơi, bây giờ là 14:26 rồi. Mình đã dậy rồi. Mình đã rửa mắt. Vừa lấy mưa to quá mọi người ạ. Với lại mình cũng vừa lấy mơ thấy kiểu mộng. Kiểu ngủ còn nóng quá. Thế là nó mệt quá, thế là nó mơ thấy ác mộng luôn các bạn ạ. Thì trời nó cũng tách tách mưa nữa các bạn. Thấy không? Nắng đẹp quá. Vừa mưa xong nắng đẹp vãi cả nồi. Đẹp chưa? Mưa đã ướt ở hết cả góc bên kia luôn. Rồi sẽ đóng cửa vào. Làm việc các bạn ơi. Đến giờ làm việc rồi, dạy thơ là phải làm việc thôi. Ok. Học tu làm gì? Người ta bảo rời cứ làm mình mới có ăn mà. Làm gì thì làm, phải làm gì à? A few moments later. Ok, và hiện tại bây giờ đang là 18:05 và mình đang chỉnh sửa video anh em nhé. Đang edit video xong rồi tầm tối thì đăng cho anh em xem. Đấy. Thì mình tính dự kiến là cái video này thì tầm 18:30 mình sẽ làm xong cái video này anh em ạ. Sau khi mà làm xong cái video này thì mình sẽ vào trường của mình, nên gọi là tập thể dục một chút. Sau đó thì cứ để cái máy này nó xuất video rồi tầm 7 giờ, tầm 19 giờ, sau đó mình đăng video lên cho anh em xem. Đó, gần như là sắp kết thúc một ngày của mình đấy. Ok, đúng như dự kiến đây. Bây giờ thì đang là 6:27 rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào trường tập thể dục nhá. Ok, đeo khẩu trang vào cái, xong chúng ta sẽ vào trường em nhá. Okay. Hiện tại thì mình đã có mặt ở trường rồi nhá. Thì đâu có ai. Thì căn bản là buổi chiều hôm nay đi hơi muộn nữa ạ. Đi hơi muộn cho nên là chả có ai ngắm, với lại trời tối rồi. Thường là mình đi 6 giờ đấy, nhưng mà hôm nay lại đi tầm 6 rưỡi. Trời tối rồi. Có khả năng sẽ chạy tầm 2 vòng hồ xong rồi về, xong ăn cơm. Thế là xong làm việc một tí xong nghỉ nhá. Mệt phải. Khẩu trang còn cởi ra luôn rồi. Giờ khả năng bây giờ sẽ đi mua đồ ăn các bạn. Xong rồi
về thăm rửa xong ăn thôi. Bye bye. Ok mọi người ơi, bây giờ đang là 23:54 rồi và mình chơi một trận game cuối cùng. Yasu. Trận game cuối cùng, thế là mình đã kết thúc một ngày của mình nó như vậy anh em ạ. Đấy, thì cuối cùng thì cảm ơn em đã dành thời gian xem clip này của mình nhá. Đấy là toàn bộ một ngày của mình nó như thế nào đấy. Tuy một ngày của mình thì mình không quay được hết cho anh em xem từng chi tiết một những hoạt động gì diễn ra, nhưng mà mình cũng quay gọi là tương đối những cái công việc các thứ là mình đã quay lại hết để gộp lại một cái video này cho anh em xem rồi. Đó, mình cũng rất là cố gắng thì anh em xem đến clip này của mình đấy thiếu hay thì đừng tiếc dùm like và đăng ký kênh nhá. Cảm ơn đã dành thời gian xem clip của mình. Bye bye.